khô quẹt từ sáng giờ. Có cá khô khô với ai chứ có gì đâu. Đặt gửi đầu hai chồng đặt rồi, nó trên cầu đi xuống nó té rồi mình không ai gửi đầu nó lọt xong không ai gửi. Trên cầu đi xuống mình không ai, hai chồng mà mệt quá ngủ rồi nó té rồi mình ngủ giấc trưa đâu có hay đâu. Tới chừng có tiếng hai tiếng hồ sau rồi nó thức dậy mình mới hay. Tại xuống bay xuống sông rồi thấy dầm dòm thấy đôi dép của nó dưới. Anh Bùi Hộ chia sẻ là anh có một cái sự cố về sông nước á, thì dạ, như thế có, nào? Con nhỏ cha nhỏ con nay là nó 9 tuổi rồi, chết là lúc 5 tuổi. Anh kể lại cái quá trình đó cho tụi em nghe. 4 năm rồi, đặt gửi đầu hai chồng đặt rồi nó trên cầu đi xuống, nó té rồi mình không ai gửi đầu nó lọt xong. Trên cầu đi xuống mình không ai, hai chồng mà mệt quá ngủ rồi nó té rồi mình ngủ giấc trưa đâu có hay đâu. Tới chừng có tiếng hai tiếng hồ sau rồi nó thức dậy mình mới hay. Lúc đó thức dậy thì người ta báo cho anh hay là anh đi kiếm ngoài không có rồi anh mới mò? Dạ, tại xuống bay xuống sông rồi thấy dầm dòm thấy đôi dép của nó dưới cầu đó rồi bay xuống mò. Bay xuống mò thì mò một hồi phải không, có khoảng tiếng hồi sau hồ vậy, cỡ nửa tiếng hồ vậy đó không thấy. Rồi một hồi cái đầu mới đảo mới đi kiếm rồi đầu mới kiếm hồi cái mới quay lại mò cũng mới ăn chỗ đó nữa. Chỗ đó một hồi là có là mò xuống phóng xuống hơi đầu thôi, thứ hai cái đầu là gặp nó ở đó luôn, chẳng là luôn. Lúc đó nó trên này chút, lúc đó là tận cùng của nỗi đau từng lúc đó chứ biết sao giờ, chở nó về luôn chết bên đây mà đâu có chở bây giờ bên nhà quá. 6 giờ mấy lúc nó chở về nhà, lúc nó chết là 4 giờ mấy gần 5 giờ chở về tới bển là gần 7 giờ tối. Lúc đi ra kia có hai chồng cũng khổ lắm chứ ai có tiền đó, không có tiền bạc chứ người, lúc nó đi ra kia khổ lắm người cái đâu rồi từ hồi chết giờ mà không có mắc lú ha, là làm đã đỡ thôi, còn mấy năm nay là không mắc lú còn đỡ còn mà mấy năm trước ha mắc mấy trăm cái lú lấy á chậm lấy á. Sau cái sự cố đó thì anh có nghỉ nghề luôn hay không, hay là rồi bao nhiêu lâu thì mới quay lại làm nghề? Em nói chung ra em không có làm gì trơn, tại mấy ông anh thì có nghề còn mình không có nghề, rồi nghỉ khoảng chừng tháng rưỡi là đi làm lại, rồi không có tiền rồi đi làm lại. Chung ra làm mướn thì hai chồng lên Bình Dương làm có đủ sống đâu, giờ cái đầu mới quay ngược trở lại làm Bình Dương thời gian lên chợ anh làm cũng khoảng chừng tháng gì đó thấy không dư nên dư được có 2 triệu mấy à tháng á. Rồi đầu về con cái ở nhà nữa rồi đâu đủ sống, thấy vậy thôi mới quay lại đi làm lại này nè, chứ ấy đâu cũng làm cũng ấy tách đỏ chứ có dư cũng giờ có dư giả gì nhiêu đâu ấy. Anh hiện nay thì còn mấy người con anh ta? Còn 3. Cái đứa bé mất đó thì lấy thằng này thằng đi chung đó ăn là thằng thứ hai đó, còn nhỏ gái, con gái thứ ba là người mới sanh nữa, chỉ mới sanh một bé nữa. Nữa là nhỏ thằng nhỏ năm nay nữa là nó 3 tuổi, còn nhỏ con thì nhỏ con cái nhỏ gái phải không, là đi học lớp 1. Lúc đó là trên cái chiếc xuồng này luôn hay là chiếc xuồng kia? Chiếc ga kia kìa, nó mục cái chân rồi bỏ nhà rồi nó bị xà lan rút rồi trôi luôn, mới ga kia tiêu luôn rồi. Ga kia lằn nó mục chân. Hiện nay thì mùa nước như thế này, năm nay thì nước về muộn, anh thì đặt được nhiều tiền không? Năm nay đặt yếu rồi nè, năm nay không có tiền bằng năm ngoái, năm nay không có cá nữa. Mỗi ngày như thế thì hiện nay thì anh thu nhập được bao nhiêu tiền? Ngày có 200 mấy chục ngàn nè. Gỡ về thì cái này kia rồi cũng đủ sống qua ngày, chứ con cái thì bển thì còn nội mấy đứa nhỏ đi học ăn uống rồi bển đâu có cộng nhiêu đâu, cũng đủ sống gì chứ không có dư giả gì. Người ta ấy cũng, nếu mà không làm thì không thiếu ăn nó quay, còn có làm thì đỡ một chút rồi. Làm quanh năm tháng hoài có đi có ở nhà đâu, em đâu ở nhà. Tết coi nhà lắm.
Có nghĩa là nước lên thì anh ở trên đây. Nước lên ở đây quanh năm tháng luôn đó. Là nói chung là không héo là quanh năm tháng rồi, ở đây là giờ lúc nào cũng gặp ổng nha. Tháng ở nhà chừng không biết được được một năm, không biết ở nhà được tháng không. Tối là mình ăn ngủ trên này luôn. Ở nhà ở đây luôn. Ở làng thì hai chồng đi, rồi giờ thấy con cái thằng này bự bự rồi đi theo cũng đỡ đỡ chút lựa. Nó sắp sắp lú vô tiếp tiếp được được mình làm được. Còn làng nó đâu có làm được đâu. Bắt vợ đi theo. Vợ theo là ba bốn đứa con ngủ với ghe vậy chứ có ấy, vợ thấy ngồi ghe chặt chội quá ngủ ba bốn đứa đâu có ấy đâu. Hai cho con đi làm mà được nhiêu ăn nhiêu chứ biết sao, giờ có hai bỏ mấy đứa nhỏ học, thằng này dốt rồi. Là không đi đi theo anh là không học luôn. À nghỉ, nó nghỉ hồi lúc mà lớp 2 tới giờ chưa được lớp 2 nữa là nó mới có qua dần lớp 2 là nó nghỉ rồi, nghỉ tới giờ luôn đó. Nghỉ hôm nay nữa là nó học lớp 6 đúng năm nay nó lớp 6 luôn đó. Mà giờ nó nghỉ hôm nay nữa là như là nó mạng nó như là mới vô chưa qua cái dần lớp 2 nữa là nghỉ rồi đó. Tới giờ luôn á, là như 5 năm rồi đó, nghỉ á. Vậy cũng lớn rồi. Nay nó 12 tuổi rồi. Lớp 6 rồi đó. Nãy vô lớp 6 rồi, nếu mà học bằng bằng nữa là mấy đứa bằng 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 nữa vô nó lớp 6 rồi. Lúc mà đứa bé mà con của anh mất đó thì lúc đó anh có suy nghĩ là mình bỏ nghề không? Bỏ anh, cái nghề đặt đú này. Không, cũng có suy nghĩ bỏ mà anh biết sao không? Tại em thấy làm không con cái đông quá cái làm đủ ăn cái đầu quay lại làm lại nó mấy năm nó lớn ta đặt chúng á. Người mà có một tháng nếu mà một năm phải không được chừng tháng à đặt chúng à đặt tháng đó rồi gửi đầu mấy ông mới kêu quay lại chứ lúc đó cũng tính hai chồng tính bỏ luôn nghỉ luôn mà bây giờ không có tiền rồi giờ làm như giờ cũng phải quay lại rồi đi làm mình vô để hai chồng với ba đứa con mang ba đứa con á gỡ đâu có đủ sống đâu thấy vậy thôi thấy vậy mấy ông phải kêu hoài mới quay cái lại đó. Em nghỉ gần 2 tháng chờ bom lên vô làm gần 2 tháng luôn á. Có nghĩa là sau sự cố mất con thì anh nghỉ luôn. Nghỉ luôn anh á. Dự định là lên Bình Dương không làm cái nghề Bình Dương là nữa. không làm cái này đó đó. Nhưng thấy mà... làm không mình làm hoài không đủ sống rồi thiếu tiền tới luôn hoài rồi đầu thấy vậy thôi mới quay trở về làm. Quay về làm nói chung làm mướn thì chảnh có nhiêu có ngày 200 mấy chục ngàn à. Lúc đó lên mà làm có 220 ngàn à. Đâu đủ đâu làm dựng làm hồ mà lên như làm đỡ làm đâu có vô công ty bọn gì đâu làm ngoài làm hồ ở đây tối mình ngủ có văn mùng được không anh có văn mùng tất cả sinh hoạt đều ở đây hết nè tí xíu à. Tối nay mình nằm vừa không ta em với anh Từ là nằm vừa đó.